Chào mừng quý vị đến với bản tin trưa của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là Nam Hoàng, rất vui khi được gặp lại quý vị và ngay sau đây sẽ là chi tiết những thông tin nóng mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Bắt kẻ bị công an Bình Phước truy nã đặc biệt. Bắt nam thanh niên vận chuyển 18.000 viên ma túy qua biên giới. Từ vụ xuyên Việt Oi, hội đồng xét xử kiến nghị nhiều nội dung. Thông tin mới về lương hưu theo luật bảo hiểm xã hội năm 2024. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Phước vừa phối hợp với các lực lượng bắt giữ Lê Xuân Thắng, 43 tuổi, thường trú tại tỉnh Khánh Hòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thắng là người bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Phước truy nã đặc biệt từ tháng 10 năm 2024. Theo cơ quan công an, khoảng tháng 9 năm 2022, Thắng và bà Hát tên viết tắt nảy sinh tình cảm và sống chung với nhau như vợ chồng. Biết bà Hát có ba mảnh đất nên Thắng đã dụ dỗ lừa bà Hát để mang 3 sổ hồng đi thế chấp vay 8 tỷ đồng. Sau khi có tiền, Thắng lấy tiêu xài cá nhân. Phát hiện sự việc, bà Hát đã báo cơ quan công an. Ngày 21 tháng 3 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Thắng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng lúc này Thắng đã bỏ trốn. Ngày 12 tháng 10 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Phước đã quyết định truy nã đặc biệt đối với Thắng. Tại thời điểm vây bắt, lực lượng công an thu giữ trên người Thắng một khẩu súng ngắn bằng kim loại cùng 27 viên đạn. Công an huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh, Đội kiểm soát phòng chống ma túy thuộc Cục Hải quan tỉnh phá thành công chuyên án, bắt giữ một nam thanh niên khi người này đang vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp. Trước đó, tại km 66 950 quốc lộ 9 thuộc địa phận thôn Liên Hòa, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tổ công tác đã bắt quả tang Hồ Vay, 20 tuổi, ở bản Pa Lô, huyện Nòng, tỉnh Savannakhet, Lào, đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 18.000 viên ma túy tổng hợp, một xe mô tô, một điện thoại di động và 3.200 tiền kiếp Lào. Qua đấu tranh, Vay khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ tỉnh Savannakhet, Lào đưa về khu vực thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa để nhận tiền công. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vận tải và Xuyên Việt Oil và các đơn vị liên quan. Ngoài tuyên phần hình phạt đối với các bị cáo, thì hội đồng xét xử còn có những kiến nghị sau vụ án này. Cụ thể, đối với công tác kiểm tra, giám sát quỹ BOG cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quỹ này và yêu cầu thương nhân đầu mối xăng dầu phải công bố số dư quỹ và các tài liệu chứng cứ chứng minh theo định kỳ hàng tháng để đảm bảo chặt chẽ, minh bạch. Cạnh đó, cần sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh xăng dầu theo hướng quy định rõ ràng trách nhiệm của từng cơ quan quản lý nhà nước và cần thiết phải giao cho một cơ quan duy nhất có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát quỹ BOG hoặc chuyển quỹ BOG về cơ quan việc quản lý trực tiếp. Cơ quan thuế cần tăng cường công tác thanh tra, giám sát, có chỉ đạo cho các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền chấn chỉnh trong quản lý, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế tại doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu để kịp thời có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị xử lý. Cục Hàng không Việt Nam vừa có khảo sát về giá vé máy bay hạng phổ thông trên các đường bay nội địa dịp Tết Nguyên đán năm 2025. Giá đã bao gồm thuế, phí. Theo khảo sát, chặng bay Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội là đường bay trục có tần suất khai thác nhiều nhất và cũng luôn là đường bay có số lượng hành khách di chuyển lớn nhất. Trong đó, Vietnam Airlines cung ứng giá vé máy bay với khoảng 3,7 triệu đồng một chiều. Vietjet Air có mức giá dao động khoảng 2,9 đến 3 triệu đồng một chiều. Bamboo Airways có mức giá khoảng 3,7 triệu đồng một chiều và Vietravel Airlines khoảng 2,9 triệu đồng một chiều. Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục theo dõi nhu cầu trên các đường bay nội địa để chỉ đạo phối hợp với hãng hàng không Việt Nam. Các hãng hàng không bổ sung tái cung ứng trên các đường bay có tỷ lệ đặt chỗ cao, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không trong dịp Tết Nguyên đán. Thông tư 13 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 quy định bỏ thi thăng hạng giáo viên chuyển sang chỉ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên.
Thông tư 13 của Bộ Dục và Đào tạo không quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi thăng hạng do chính phủ đã bỏ hình thức thi thăng hạng, cũng không quy định nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng. Như vậy, thay vì phải thi thăng hạng giáo viên, thầy cô được đăng ký xét thăng hạng nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp số 5 cộng tác. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, quy định người lao động đáp ứng hai điều kiện về tuổi, nam là 62, nữ 60 và có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ít nhất 15 năm được hưởng lương hưu. Để triển khai quy định này, Luật Lao động, Thương binh và Xã hội đang xây dựng thông tư hướng dẫn. Theo Luật Bảo hiểm xã hội mới, lao động nữ đủ điều kiện nhận lương hưu thì tỷ lệ hưởng lương hưu bằng 45%, tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Lao động nam đủ điều kiện nhận lương hưu, tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ bằng 40%, tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Cả lao động nam và nữ sau khi đạt tỷ lệ lương hưu bằng 45%, có mỗi năm đóng thêm sẽ được cộng 2%. Trong đó, lao động nam cần đóng 35 năm để hưởng lương hưu tối đa là 75%. Lao động nữ cần đóng bảo hiểm xã hội 30 năm để đạt mức tối đa là 75%. Tuy đối tượng bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, phải có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu 20 năm mới được nhận lương hưu. Những ngày cuối năm, làng hoa Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội rực sáng bởi hàng vạn ánh đèn. Làng trồng hoa Tây Tựu vốn nổi tiếng là một trong những vùng chuyên canh hoa lớn nhất của Hà Nội. Theo người trồng hoa làng Tây Tựu, khoảng từ giữa tháng 9 âm lịch, khi cây hoa bắt đầu sinh trưởng mạnh đến cuối tháng 11, họ bắt đầu cho hoa ăn sáng vào ban đêm. Những hộ trồng hoa cho biết để điều tiết sinh trưởng cho hoa cúc, họ sử dụng các bóng đèn huỳnh quang loại nhỏ công suất từ 15 đến 20W. Việc thắp sáng đèn cho hoa, đặc biệt là hoa cúc, sẽ làm hoa nở đúng thời điểm như mong muốn. Trong những tuần gần đây, giá vàng thế giới đã có những biến động gây sốc với cộng đồng đầu tư. Sau khi có tuần tăng giá mạnh nhất trong hơn một năm, thì giá vàng thế giới lại có nhiều phiên hạ mạnh nhất trong 4 năm ngay đầu tuần trước. Ở mức đóng cửa của tuần vừa rồi, giá vàng thế giới đã không vượt qua ngưỡng cản 2.666 USD trên ounce, tuy nhiên duy trì trên mốc 2.650 USD trên ounce. Kết quả khảo sát mới nhất của Kitco cho thấy nhiều chuyên gia ngành hiện đang chia rẽ quan điểm về việc giá vàng thế giới tăng hoặc điều chỉnh. Trong khi đó, nhóm các nhà đầu tư cá nhân hiện đang kém lạc quan về triển vọng giá vàng. Giám đốc điều hành tài quỹ Panos Bern Global Forex, ông Mark Traylor cho rằng trong trung hạn không dễ để dự báo chính xác về hướng dẫn diễn biến của giá vàng thế giới bởi diễn biến đảo chiều bất ngờ của giá vàng thế giới thời gian trước khiến giới chuyên gia dè chừng. Trong tuần này, nếu báo cáo thị trường, việc làm công bố cuối tuần cho thấy sự lạc quan, nó sẽ làm giảm khả năng Fed hạ lãi suất trong tháng 12, đồng thời làm cho đồng USD mạnh lên và lãi suất cơ bản đồng USD duy trì ở ngưỡng cao. Tuy nhiên, vẫn có yếu tố khác hỗ trợ cho giá vàng thế giới, khi mà nhiều ngân hàng trung ương vẫn đang muốn tích lũy thêm vàng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin trưa của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông để theo dõi các bản tin tiếp theo trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh và các nền tảng Facebook, TikTok của báo. Và đừng quên đồng hành cùng với chúng tôi ở khung giờ quen thuộc trên PLO TV để cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.